Đây là quả gì hả bạn Thuận? Đây là bông ngũ sắc này. Bông ngũ sắc đấy. Mẹ thì quả của nó là quả gì? Quả xanh, quả quả ngũ sắc luôn. Quả ngũ sắc luôn. Tên của nó là ngũ sắc thì là bông ngũ sắc thì ra trái ngũ sắc. Nè, chín ăn được nè. Chín nè. Ôi, chín này hư rồi. Và các bạn này, mình sẽ giả này ra này. Đó, giả ra này. Đấy, trong này nó không hư đâu. Rẻ ra là mai mốt nó lên cây ngũ sắc tiếp đó. Ăn được không? Mùi vị sao? Cứ thử miếng coi. Được không? Cứ thử một viên. Cái này ăn được này, con này. Ngon lắm. Ngon lắm. Không lấy mùi vị gì hết trơn. Ăn sô-cô-la, nó có giống có sô-cô-la. Có mùi sô cô la hả, vị sô cô la hả? Hạt, cái hạt của nó hả thôi. Đó, mình giống sô cô la. Đó, bông ngũ sắc nhìn rất đẹp nhé các bạn. Kia kia cái là quả gì kia nhỉ? Cái quả kia là quả gì vậy nhỉ? Quả mình vẫn ăn được á? Google đâu biết đâu. Cái này cũng có gà đấy, cái này có gà nữa đấy. Ừ, đúng rồi. Các bạn đừng sửa tay đây nha, gà đấy. Gà nó không có gan. Cây gai. Cây nữa là thân gai. Thân gai nhỏ đó. Ừ. Đi hai trái kia coi. Úi dồi, đậu bắp bự kia kìa. Thuận hai đậu bắp ăn thuận. Đâu? Dưới á. Kìa, một cây xím mà lên trái. Quá trời. Trời ơi bự. Đây này là trái ăn đi. Đấy, nó có bự lắm rồi. Trà luôn. Ngon nhiều. Bố bố vào kia lấy cái giỏ đi bố. Bự quá. Cẩn thận, xưa nó gãy cây đi bố. Nhẹ nhàng thôi. Quả dài, quả này nữa nè. Quả này ăn được đó, thôi ăn quả đấy đi bố, ăn quả dưới. Dưới này chắc già quá rồi này. Mẹ định để làm giống không biết. Đấy. Cái quả này ăn được này, bự lắm rồi nè. Thôi ăn quả đó đi. Ăn đi, con ăn. Hả? Rồi, cho đi luôn rồi. Kia còn cái bự nữa kìa. Ăn được mà. Ừ, cái này ăn được, con ăn đi. Thôi đừng hái nữa, để mẹ làm giống đó. No. Để mẹ lấy cái hạt đó, mẹ trồng cây mới. Khỏi nếu mình ăn rồi, mai không còn cây mới đâu. Không được. Nè. Mấy trái này già rồi, thôi để đi. Nó già rồi mình hái mình không ăn được. Ăn đi. Non mới ăn được. Để làm giống luôn. Không hái này để làm giống. Nó già rồi mình hái được. Nó non quá, hạt nó chưa già mà. Thì non quá sao trồng cây mới được. Nó phải già. Rồi cái này. Cái này sơ quá rồi. Nhai nuốt thôi. Nhai mình nhả thôi. Chấm. Nó già quá. Cái non đó thôi ăn được rồi đó. Trái của thôi vẫn còn non mà. Ăn đi. Trái nó hạt nó già rồi. Đó. Thôi ăn hết đi được rồi. Thôi ăn thử coi. Ăn cái của con đó, cái này già quá. Già lắm.